bàn về cuộc gặp Tổng thống Donald Trump với blogger mẹ nấm qua góc nhìn của người trong cuộc. Trong tuần qua, hầu như các trang mạng chống cộng đều đồng loạt đưa tin, bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh blogger mẹ nấm đã có cuộc gặp gỡ với Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 7 tháng 11, cùng các nạn nhân khác của các chế độ cộng sản. BBC News tiếng Việt hôm 12 tháng 11 năm 2019 đã tường thuật lại cuộc gặp gỡ này. Có thể nói, tất cả nội dung chương trình của Tổng thống gặp gỡ với cái gọi là nạn nhân của chế độ cộng sản đều do các tổ chức nhân quyền Hoa Kỳ cưỡng chế áp đặt cho ông Trump. Thứ nhất, về việc bố trí cuộc gặp theo bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, cuộc gặp không có gì đáng ngạc nhiên. Trong thời gian qua, các thành viên của tổ chức như Dân Làm Báo và mạng lưới blogger Việt Nam đã làm việc với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và tổ chức nạn nhân cộng sản vận động Tòa Bạch Ốc để có buổi tiếp xúc này. Như vậy là, cuộc gặp giữa Tổng thống Trump với những người được gọi là nạn nhân cộng sản là do các tổ chức chống cộng như Dân Làm Báo, mạng lưới blogger Việt Nam đã làm việc với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và tổ chức nạn nhân cộng sản vận động mà có. Nói cách khác, cuộc gặp gỡ này không phải do Tổng thống Trump quan tâm, chủ động đề xuất. Đây là điểm thứ nhất, Tổng thống Trung Đê đã bị các tổ chức nhân quyền Việt Nam cưỡng chế áp đặt. Thứ hai, Tổng thống Trump không quan tâm đến blogger mẹ nấm, mà chỉ là do BBC giật tai câu like mà thôi. Trả lời câu hỏi của BBC, bà có được nói chuyện riêng với Tổng thống Donald Trump không? Blogger mẹ nấm đã trả lời ấp úng, cuộc hội kiến với Tổng thống kéo dài hơn 30 phút, có 5 người đến từ các quốc gia như Ba Lan, Venezuela, Cuba, Bắc Hàn và Việt Nam, như vậy không có chuyện Tổng thống Trump quan tâm đặc biệt đến bà Quỳnh, như BBC rút tít. Như vậy cũng có thể nói, các tổ chức nhân quyền Việt Nam đã cưỡng chế áp đặt cho Tổng thống Trump quan tâm đến blogger mẹ nấm. Report GSAT. Thứ ba, về chủ đề nhân quyền và chế độ cộng sản, trong buổi gặp cũng không phải do Tổng thống nêu ra mà do BBC tạo dựng. Bà Quỳnh kể, sau khi nghe tôi kể về tình hình nhân quyền Việt Nam, thì Tổng thống Trump hỏi tôi có thể làm gì cho Việt Nam. Blogger mẹ nấm trả lời, các chế độ độc tài cộng sản kéo dài sự cai trị bằng việc bưng bít truyền thông. Vì vậy thay mặt mạng lưới blogger Việt Nam, tôi mong chính quyền của ông tiếp tục ủng hộ những nhà hoạt động đang tranh đấu cho quyền tự do ngôn luận, nỗ lực đưa lại thông tin và cổ vũ người dân vượt qua sợ hãi. Tổng thống Trump, im lặng. Đây là điều thứ ba, ý tưởng cưỡng chế, áp đặt vấn đề nhân quyền cho ông Trump đã thất bại. Thứ tư, về mục tiêu cuộc gặp, theo BBC, có thể tóm gọn trong ba mục tiêu. Thứ nhất là tạo được sự quan tâm, cảm tình của Tổng thống Trump đối với những người hoạt động tại Việt Nam. Thứ hai, hy vọng Tổng thống có quan tâm nhiều hơn vấn đề nhân quyền. Và thứ ba là mong Hoa Kỳ có những tác động tích cực đối với sự bành trướng của Bắc Kinh. Tuy nhiên, qua tường thuật của BBC, cả ba mục tiêu này dường như không được Tổng thống Trump quan tâm. Đây là điều thứ bốn, nhiều tổ chức nhân quyền tự xưng Hoa Kỳ cưỡng chế đã áp đặt cho Tổng thống Trump đã không thành công. Thứ năm, về vấn đề nhân quyền Việt Nam, có thể nói cũng do các tổ chức nhân quyền cưỡng chế áp đặt cho Tổng thống. Việc rút tít của BBC là sự xuyên tạc trắng trợn nội dung cuộc gặp của Tổng thống Trung Đê với bà Quỳnh, tức blogger mẹ nấm. Những ai quan tâm theo dõi quan điểm của Tổng thống Trump trên lĩnh vực nhân quyền, cả ở Việt Nam và ở Hoa Kỳ, thì đều thấy dường như ông Trump không quan tâm đến vấn đề này. Vấn đề mà ông quan tâm, chi phối mọi hoạt động đều đặt nước Mỹ lên trên hết. Thứ hai, trong quan hệ quốc tế, ông tuân thủ nguyên tắc thương mại công bằng và có đi có lại về chính trị. Ông luôn tôn trọng chế độ xã hội, thể chế quốc gia của các nước. Nói cách khác, ông không chủ trương can thiệp vào các vấn đề chính trị, trong đó có vấn đề nhân quyền của các quốc gia. Có thể vì quan điểm của Tổng thống Trung Đê như vậy mà 20 tháng 6 năm 2018, đại diện Hoa Kỳ ở Liên Hợp Quốc đã tuyên bố rút khỏi Hội đồng Nhân quyền. Lý do chủ yếu của việc này theo nhiều nguồn tin là do Mỹ trong nhiều năm bị chỉ trích về tình hình nhân quyền ngay tại nước Mỹ và nhiều quan chức Hoa Kỳ thường có mâu thuẫn với Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Việc rút khỏi Hội đồng Nhân quyền của Hoa Kỳ là nhằm để Hoa Kỳ đỡ bị chỉ trích hơn về thành tích nhân quyền của chính phủ Mỹ. Report GSAT. Nói đến tình hình nhân quyền ở Hoa Kỳ, thì người ta không thể không nói tới nạn phân biệt chủng tộc đối với người da màu, da đen, da vàng, người châu Á, tiếp đến là sự phân hóa giàu nghèo có khuynh hướng ngày càng gia tăng. Và thứ ba là tệ nạn xả súng gần như năm nào cũng có, do chính sách tôn trọng quyền tự do của con người, tự do mua bán, sử dụng súng. Chính phóng viên đài RFA Nguyễn Đức Chân như từng than vãn trên Facebook về việc ông ta và những người bạn Việt muốn rời nước Mỹ né tránh nạn